tại biển khơi. Sóng như em vậy, nhẹ nhàng và giận dữ. Lúc dỗi hờn sóng có nói gì đâu. Rồi biển lặng anh nhìn trời gió lặng. Còn sóng nào vỗ về anh ra khơi. Có vẻ đã bắt đầu dành những thiện cảm cho Nai. Nhưng có đọc những trang nhật ký của Nhạc Công, người ta mới biết những băn khoăn, trăn trở của anh chàng. Hành trình kết nối trái tim lần này đúng là bằng chứng về hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Dù người ta không nghĩ về nhau, nhưng có duyên thì vẫn phải gặp nhau. Trong quá khứ, mình từng tỏ tình với Gạo, nên có lẽ giờ đây đó cũng là một rào cản trong sự thăng hoa cảm xúc của mình. Làm cách nào để đối phó với rào cản của mình đây, để có thể tìm ra một nửa trái tim còn lại? Hôm nay, chiếc xe hồng sẽ đưa các bạn đến thăm một địa điểm đặc biệt trên đảo. Đó là di tích nhà tù Phú Quốc. Đây là nhà tù lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Trại giam Phú Quốc có 12 khu. Mỗi khu chia làm 4 phân khu A, B, C, D. Mỗi phân khu lại có từ 9 đến 18 nhà giam. Mỗi nhà giam nhốt chừng 120 người. Sở dĩ Mỹ chọn Phú Quốc để lập trại giam tù binh với số lượng rất lớn, khoảng 40.000 người, là bởi Phú Quốc nằm giữa biển, cách biệt hẳn với đất liền, nên dễ đàn áp, dễ bưng bít dư luận, tránh được những cuộc tấn công để giải thoát tù binh và hạn chế được những cuộc vượt ngục. Cũng vì thế mà thật khó có thể kể hết tội ác tày trời mà bọn cai ngục tàn độc đã trút lên thân hình của những tù nhân cộng sản Phú Quốc suốt mấy chục năm trường. Còn ở đây là mình xem lại cái cảnh tra tấn bằng cách đục răng và bẻ răng của người tù mà chính cái tay cai ngục hiện giờ vẫn còn sống. Hôm đó, cũng tại nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, với những màn tra tấn rùng rợn, tưởng không thể xảy ra giữa con người với con người, bảy thành viên đã được gặp bác Nguyễn Văn Toản, một cựu tù chính trị Phú Quốc. Hôm qua cũng giới thiệu là tôi thì người ở Hà Tây, cái năm mổ thân 68 đánh ở Sài Gòn, vì thương thì bị bắt mới đưa nhà nào Phú Quốc. Nhà tù Phú Quốc từ năm 67, 68, mà chuyển đến 73 thì đó người bên giết, chết là 4.000. 4.000 tù nhân, chúng ta thấy là từ bẻ răng cho đến đóng đinh, đến đánh dập chân, dập tay, thì cái đấy là những hình thức bình thường. Thế còn khi mà chúng ta đào mộ của khai thác của cái hầm mà chúng ta giết hàng mấy trăm người trong một hầm sâu khoảng 7 mét, ở dưới đất, lòng đất đem lên, thì đinh, đóng có người thứ 7 cây đinh, đinh 8 phân, đinh 7 phân, đinh 6 phân, có nghĩa để cho tù nhân phải đến chết. Thì một ban ngày á, nó ở dưới cát nóng mỏng, rồi nó mới cưới nước vào, rồi nước vào. Thế còn ban đêm á, thì nó có nước nó cũng tạt vào, để cho mình lạnh, gió lạnh. Đúng là có đến đây, tận mắt chứng kiến, được nghe một người trong cuộc chiến kể lại, người ta mới cảm nhận được hết sự độc ác của những kẻ xâm lược. Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, nhưng vẫn còn biết bao những hy sinh thầm lặng, chưa được biết đến. Còn nguyên đó những nỗi đau tột cùng, đến độ không thể cảm bằng da thịt. Có những sự thật chẳng cần chút điểm tô, vẫn khiến tất cả chúng ta kính cẩn nghiêng mình ngưỡng mộ. Đó chính là lòng yêu nước, sự can trường, tinh thần bất khuất, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đất nước của những người đi trước. Và cả bảy thành viên đều lặng đi. Hôm nay họ đã học được rất nhiều. Tham quan khu di tích nhà tù Phú Quốc xong, cả nhóm chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ mới. Đây là tượng đài nắm đấm, một biểu tượng hào hùng, được xây dựng tại khu vực địa ngục trần gian ở Phú Quốc, nơi chôn cất hàng ngàn chiến sĩ cách mạng. Trong đó có rất nhiều những liệt sĩ bị thất lạc, nhiều năm nay mới được tìm thấy. Hôm nay, các bạn có một nhiệm vụ rất thiêng liêng, đó là sơn lại tên và họ những người anh hùng đã bị thời gian làm mờ đi trên tấm bia tưởng niệm. Buổi chiều hôm đó, sau một ngày với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa, chuyến xe hồng đưa các bạn đến với bãi sao, nơi được coi là bãi tắm tự nhiên đẹp nhất trên đảo Phú Quốc, nơi còn giữ nguyên vẻ hoang sơ của thiên nhiên. Theo sáng kiến của anh chàng tuyển thủ bóng đá Futsal, các bạn sẽ tổ chức một trò chơi mới, cũng là bóng đá, nhưng luật chơi của nó thì khá đặc biệt.
Mỗi đội sẽ gồm một chàng trai và một cô gái. Hai người sẽ phải nắm tay nhau trong suốt thời gian bóng lăn. Các cô gái sẽ là người được chọn đối tác. Và kết quả là... Cảm ơn em. Rất vui được làm cùng đội với em. Bye bye, yeah. Yeah. Rất là đoàn kết. Rất mong chờ được Nai chọn, nhưng cuối cùng TV đánh trở thành trọng tài bất đắc dĩ. Ba đội sẽ đá với nhau theo thể thức vòng tròn một lượt. Cặp đôi nào giành chiến thắng cả hai lượt trận sẽ là người thắng cuộc. Và trận đầu tiên bắt đầu. Vừa nắm tay, vừa chạy, vừa kiểm soát bóng lăn, quả không dễ dàng. Nhưng xếu hôm ấy đã làm rất tốt. Nhạc Công và Nai hôm nay cũng làm người ta bất ngờ. Không còn vẻ buồn bã như mọi ngày, hôm nay Nai như một tuyển thủ bóng đá nữ thật sự. Tất nhiên là trừ pha bóng này. Ghi liên tiếp nhiều bàn thắng và đôi khi còn tạo cho Sô-cô-la những cơ hội ngon ăn như thế này. Kết quả cũng rất hợp lý. Với sự xuất sắc của mình, hôm đó, nhóm của Sếu và Sô-cô-la đã giành được chức vô địch. Trên bãi biển vốn chỉ dành cho những đôi tình nhân, cặp đôi chiến thắng hôm ấy bỗng có một buổi hẹn hò rất tự nhiên. Thấy anh Kiến có phải quan tâm hơn đấy. Lúc nào cũng Sô-cô-la, Sô-cô-la. Chưa thể nói trước được cái gì đâu. Cái gì phải từ từ. Trong ba chị em thì anh để ý ai? Nói thật lòng. Gì? Thì rõ ràng bây giờ mọi người bảo anh Hoa có chủ rồi thì anh... Những cái cặp đôi đấy rất dễ đến được với nhau. Và kể cả những cái chuyện mà về tuổi tác. Ừ, anh biết rồi, ai nói nhiều gì đâu. Thì anh muốn không được đâu. Thấy anh cũng được không? Dễ thương như nào? Sao tại sao? Không! Lần này lại là một thử thách nho nhỏ nữa dành cho các chàng trai. Hôm nay, họ sẽ tiếp tục với trò chơi thông điệp tình yêu. Thể lệ rất đơn giản, mỗi chàng trai sẽ làm một thông điệp gửi đến các cô gái mà mình đang có cảm tình. Còn các cô gái, họ phải đoán xem chàng trai nào gửi thông điệp đến cho mình. Nhưng chỉ những chàng trai nào được cô gái đoán đúng thì người đó mới được quyền để cô gái ngắm thông điệp của mình đã làm ra. Tất nhiên là các chàng trai đều rất háo hức. Nào, chúng ta hãy cùng phỏng vấn nhanh, xem họ chuẩn bị những gì và dành cho ai. Em thì sẽ chọn gạo. Chọn bé gạo, em sẽ gửi thông điệp. Hôm nay, đến lượt Kiến khiến mọi người đều bất ngờ. Vâng, thì em cũng chọn bé gạo. Em sẽ chọn hai. À, em có ý kiến. Em đính chính lại, vì biển đẹp quá, nhiều khi tâm hồn mình cũng sao động lưu luyến, sai tên là chuyện bình thường. Em sẽ chọn sô-cô-la, sẽ gửi thông điệp đến sô-cô-la. Còn các cô gái, họ muốn nhận thông điệp từ chàng trai nào đây? Kết quả là... Rồi, chưa? Em có thể nhắm mắt ra, mở mắt ra nha. Rồi, ok. Thì đây là cái thông điệp anh muốn gửi đến em. Cũng đẹp lắm, cũng như em. Anh cũng quen em nhờ biển. Thì biển chính là cái gì đó rất là giàu dạng. Cũng như cái suy nghĩ của anh giàu dạng về em. Cái lần đầu tiên. Cảm ơn anh. Đây giống như là một cái cầu nối mà biển là cái cầu nối giữa anh và em vậy. Anh có thể nắm tay em. Đi dạo không được không? Không nắm tay được không? Nắm một ngón. Anh giấu lại.
Còn thông điệp mà anh chàng xếu gửi hôm nay là gì? Một chiều anh lang thang trên bãi biển, về hàng tình yêu, bắn những tên tình yêu. Vẽ đẹp thế. Chúng anh. À, anh vẽ giỏi thế. Trái tim này chắc chỉ có em mới rút ra được. Đang nằm ở trong này rồi. Vừa khéo tay, lại rất hài hước, ăn nói có duyên. Xếu hôm nay làm người ta thấy lại những hình ảnh này. Nó bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa. Khi nào tay yêu nhau. Em nhận xét trước tiên là anh vẽ rất là đẹp. Đột nhiên xếu lại đổi đề tài. Tại sao lại lúc nãy lại nghĩ rằng anh sẽ chọn em để trao thêm được? Em chẳng nghĩ gì cả. Chẳng nghĩ gì. Trong những ngày qua không cảm nhận được những cái gì đặc biệt từ anh à? Chắc phải có chứ. Nhỉ? Những có đá đâu mà không hiểu đúng không? Chị em đi. Nên em muốn nói chuyện với anh nên em chọn anh. Xéo kệ, chẳng ăn nhọc gì với nhau. Và lần này cô nàng đưa ra một câu hỏi khó. Anh tìm cho em 3 điểm liên quan giữa xéo và gạo thì 3 điểm nhá. Ừ. Xíu thịt đã ăn được đúng không? Ừ. Gạo cũng ăn được. Đều ăn được đúng không? Rồi, cho luôn 1 điểm. Còn 2 điểm nữa. 2 điểm nữa. Xíu gạo màu trắng đúng không? Ừ. Xíu cũng màu trắng. Thật không? Xíu với gạo cùng đi tham gia hành trình kết nối trái tim. 3 điểm chung xíu đưa ra chắc chẳng mấy người thấy hợp lý. Nhưng hôm nay gạo vẫn chấp nhận rất dễ dàng. Cũng lâu lắm rồi người ta mới thấy một bé gạo cười tươi đến thế. Trái lại với vẻ hạnh phúc của xíu, chiều hôm ấy về đến ngôi nhà tình yêu, người ta lại thấy một anh chàng kiến rất khác. Tình cảm không muốn. Thôi anh cứ để tự nhiên đi, cái gì tới nó tới mà. Chính mình cứ sợ cái cảm giác mà tại kiểu bị từ chối mà cái thứ. Anh sẽ kiến sẽ ăn hết được sô cô la. Để ý đến sô cô la từ những ngày đầu, lúc nào cũng ở bên cô như hình với bóng. Nhưng hôm nay dường như trong chàng kiến đang có điều gì đó thay đổi. Thì khi mà chinh phục một người con gái gì đấy. Ừ. Khi mà mình đã có tình cảm thì cái lúc đấy thì mình không còn lý trí nữa. Và khi mà đã không dùng lý trí thì mình sẽ dễ làm sai đi những cái điều mà mình đấy. Sai đối với lý trí thôi nhưng mà đúng với con tim. Đúng là con gái rất nhạy cảm. Hôm nay gạo đã nói đúng những điều kiến nghĩ. Trong đầu chàng kiến trúc sư hôm nay đang là cả một cuộc đấu tranh. Nhưng là những đấu tranh có liên quan đến cả 3 cô gái. Có phải thích một người không nhỉ? Mình có thực sự thích bé sô-cô-la không? Hay nên tạm dừng lại để suy nghĩ và cảm thấy cảm xúc của mình là đúng? Này, cô bé cũng thật nhiều tâm trạng. Ít nói nhưng thật sự rất gần gũi. Gạo, cô bé luôn vui tính nhưng cũng rất hiểu biết. Và đây là quyết định của anh chàng. Tạm dừng lại một chút, xem tình cảm là gì vậy? Chuyện tình cảm của 7 thành viên đang diễn biến ngày một phức tạp. TV đang hướng tình cảm đến cô bé Nai. Xếu cũng đang dần thể hiện tình cảm với gạo. Trong khi hai cô gái, Nai và Sô-cô-la cũng đang chú ý đến anh chàng vui tính xếu. Cả Kiến và Nhạc Công cũng đang dần xác định lại tình cảm của mình. Mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào đây? Các bạn sẽ có những hoạt động xã hội cụ thể nào ở ấp Bãi Nò và xoay sở sống một ngày trên đảo hoang như thế nào? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo.